Xin kính chào quý bà con, quý chị, các bạn đang nghe xem kênh. Thì hôm nay là thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2022, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giá nhãn Idor, giá nhãn tiêu da bò, giá nhãn xuồng hôm nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp cho quý bà con, quý chị, các bạn cùng tham khảo. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá nhãn Idor trong một vài ngày trở lại đây thì cũng lên xuống cũng không nhiều, quý bà con. Mới giá lên với xuống thì cũng không nhiều, chỉ từ 1.000 đến 2.000 đồng ký tùy theo từng khu vực. Và hiện nay thì tình hình giá nhãn Idor cũng đang ở mức giá cũng khá là cao. Bà con nông dân mình thì đang thu hoạch thì cũng đang phấn khởi. Xin chúc mừng quý bà con nông dân đang còn nhãn, đang thu hoạch hay chuẩn bị thu hoạch nhãn. Thì tình hình giá nhãn Idor hôm nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp thì đang có mức giá động từ 20.000 đến 23.000 đồng một ký tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn nhãn đẹp hay là xấu, xa hay là gần, có dễ vận chuyển hay là không, và tùy theo từng nơi mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1.000 đến 2.000 đồng một ký. Cụ thể là nhãn đẹp, nhãn lựa trái to da sáng đẹp thì đang có mức giá là 21 22. Còn vườn nhãn chung chung thì đang có mức giá là 20.000 đồng một ký nha quý bà con. Dường nhãn như quý bà con, quý chị, các bạn đang xem trên màn hình thì có giá là 20. Đây là giá thực tế ở khu vực Vĩnh Long và khu vực Đồng Tháp thì bà con nông dân mình đang bán. Còn tình hình giá nhãn da bò, giá nhãn da bò trong một vài ngày trở lại đây thì cũng ít biến động và cũng chưa tăng mạnh trở lại được nha quý bà con. Giá nhãn da bò hiện nay thì đang nằm mức giá động từ 10.000 đến 12.000 đồng ký, cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn nhãn đẹp hay là xấu, xa hay là gần, có dễ vận chuyển hay là không, và tùy theo từng nơi mà giá có thể chênh lệch lên xuống. Còn tình hình giá nhãn xuồng hiện nay thì lượng nhãn tới lứa, lượng nhãn đang thu hoạch thì không còn nhiều, nên tình hình giá nhãn xuồng vẫn đang ổn định ở mức giá rất là cao đúng không con. Giá nhãn xuồng hiện nay thì đang có mức giá đồng từ 30.000 đến 32.000 đồng một ký, cũng tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi. Hy vọng là trong một vài ngày tới thì không riêng gì nhãn xuồng, nhãn da bò hay là nhãn xuồng, nhãn Idor mà tất cả các loại nông sản khác của bà con nông dân mình thì có thể tăng thật là mạnh, để chú ý bà con nông dân có thể yên tâm. Vì hiện nay thì giá vật tư nông nghiệp, giá phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc đổ nhãn thì đang tăng rất là mạnh. Nếu mà giá còn xuống thấp thì bà con nông dân mình sẽ không có lãi. Và do hiện nay thì tình hình dịch bệnh vẫn còn đang rất là phức tạp, nên tình hình giá nông sản của bà con nông dân mình có thể lên xuống và thay đổi liên tục theo từng ngày. Vì vậy mà việc cập nhật tình hình giá nhãn thì cũng chỉ mang tính chất tham khảo là chủ yếu của quý bà con. Và giá thực tế sẽ còn chênh lệch và tùy thuộc rất là nhiều, tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi. Thì mình cũng rất là mong quý bà con, quý cô bác, quý anh chị nào có xem kênh, có đang bán nhãn hay có biết tình hình giá nhãn ở khu vực nào thì có thể xin vui lòng comment ở phía bên dưới để cho quý bà con, quý chị, các bạn xem sau có thể cùng tham khảo được giá. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả quý bà con, quý cô bác, quý anh chị, các bạn thật là nhiều. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho toàn thể quý con nông dân, quý anh chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui.